Nga tiến công như vũ báo tại Donbass, Mỹ tính xóa làn danh đỏ cuối cùng để Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công Nga. Nga ngày 10 tháng 9 tuyên bố quân đội nước này đã tiến thêm 1.000 km vuông ở biển đông Ukraine trong tháng 8 và đầu tháng 9 năm 2024, bất chấp việc Kiev tiến hành cuộc xâm nhập lớn nhất từ trước đến nay vào miền Tây nước Nga. Moscow cũng bác bỏ việc tiến hành bất cứ cuộc đàm phán nào về lệnh ngừng bắn đối với Kiev. Phát biểu với báo chí, thư ký Hội đồng An ninh Nga Sergei Shoigu cho biết cuộc tấn công của Ukraine vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6 tháng 8 nhằm mục đích cải thiện vị thế đàm phán của Kiev và chuyển hướng lực lượng Nga ra khỏi mặt trận Donbass ở miền đông Ukraine. Nhưng theo ông Shoigu, lực lượng Nga đang gia tăng tốc độ tấn công ở Donbass, chiếm gần 1.000 km2 trong tháng 8 và 8 ngày đầu tháng 9 năm 2024. Ông Shoigu cho biết thêm, chừng nào lực lượng Ukraine còn hiện diện trên lãnh thổ có chủ quyền của Nga, thì chừng đó sẽ không có cuộc đàm phán nào giữa Moscow với Kiev. Và đây cũng là lập trường của Tổng thống Vladimir Putin. Trước đó, cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga cũng thông báo đã chiếm thêm bốn ngôi làng ở mặt trận phía đông Ukraine. Một số báo cáo về tình hình chiến trường cho biết, lực lượng Nga tại Donbass đang tiến quân với tốc độ nhanh nhất trong hơn hai năm qua. Quân đội Nga đang cố gắng chiếm toàn bộ khu vực Donbass Đôn phía đông Ukraine, bao gồm các tỉnh Donetsk và Luhansk. Khu vực này có diện tích bằng khoảng một nửa tiểu bang Ohio của Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng của Moscow đã mở rộng phạm vi hoạt động và hiện đã kiểm soát các làng Krasnohorivka, Rihorivka, Vodian và Halysinivka ở Donetsk. Các hãng thông tấn của Nga đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Andrei Belousov đã chúc mừng thành công này của các đơn vị chiến đấu. Trong một diễn biến khác, tuần này Mỹ sẽ thảo luận về khả năng cho phép Ukraine sử dụng vũ khí tầm xa tấn công sâu vào trong lãnh thổ Nga. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay ngày 10 tháng 9, ông Blinken đã đưa ra những bình luận trên tại cuộc họp báo cùng Ngoại trưởng Anh David Lamy trong chuyến thăm London. Hai Ngoại trưởng sẽ tới Kiev trong tuần này đánh dấu chuyến thăm chung cùng nhau lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ. Kiev từ lâu đã hối thúc các nước phương Tây, trong đó có Mỹ, cho phép nước này tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, sử dụng các vũ khí như tên lửa tầm xa ATACMS. Mỹ cho đến nay vẫn ngăn Ukraine làm điều đó do lo ngại leo thang xung đột với Nga. Có phải đã đến lúc cho phép Ukraine tự do sử dụng các tên lửa tầm xa được cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không? Ông Blinken đặt câu hỏi. Theo Ngoại trưởng Mỹ, chủ đề này sẽ được thảo luận trong chuyến thăm cùng ông Lamy tới Kiev tuần này. Một trong những mục đích của chuyến đi là chúng tôi sẽ cùng nhau lắng nghe trực tiếp quan điểm của giới lãnh đạo Ukraine, trong đó có Tổng thống Volodymyr Zelensky chính xác là về việc Ukraine nhìn nhận các nhu cầu của họ thế nào trong thời điểm này, các mục tiêu cũng như những gì chúng tôi có thể làm để hỗ trợ cho những nhu cầu ấy. Ngoại trưởng Blinken cho hay, tất cả những gì tôi có thể nói với các bạn là chúng tôi sẽ chăm chú lắng nghe các đối tác Ukraine. Cả hai chúng tôi sẽ báo cáo lại cho Thủ tướng Keir Starmer và tổng thống Biden trong những ngày tới, ông Blinken nói, ngoại trưởng Mỹ đã cho biết Washington liên tục điều chỉnh và thích nghi dựa trên các điều kiện chiến trường, dựa trên những gì Nga đang hành động về địa điểm và phương tiện thực hiện. Trước đó, ông Andrei Remak, người đứng đầu văn phòng tổng thống Ukraine đã kêu gọi Mỹ cấp cho Ukraine quyền sử dụng vũ khí phương Tây chống lại các mục tiêu quân sự trên lãnh thổ Nga cũng như chuyển giao tên lửa tầm xa và hỗ trợ tăng cường phòng không của chúng tôi.